Mùa hè đã chính thức bắt đầu, tại các địa phương cũng diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Ban chỉ đạo hè huyện Nhân Trạch vừa tổ chức lễ khai mạc hè 2019 với chủ đề Hè tình nguyện vì đàn em thân yêu, tập trung vào các hoạt động tình nguyện, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình vì đàn em thân yêu. Bên cạnh đó, việc duy trì các hoạt động ôn tập, ôn luyện văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, các em còn rèn luyện kỹ năng đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ứng xử thân thiện với môi trường, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho thanh thiếu nhi. Tại buổi lễ, ông Đào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Đài Đồng Nai đã trao số tiền 50 triệu đồng cho quỹ học bổng vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, huyện Nhân Trạch đã tổ chức lễ tuyên dương 500 dũng sĩ kế hoạch nhỏ niên học 2018-2019.